concert Anh Trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Lâm cảm thấy là Jay Soi là một dancer thực thụ. Tại vì Jay Soi thật sự nghe nhạc, Jay Soi thả quả vô đúng nơi, đúng nhịp và nó hiệu quả. Có điểm rơi, có điểm thở, có điểm giao lưu. Và Jay Soi có tư vận trong cách nhảy của mình nữa. Lâm thấy hip hop, Lâm thấy breaking. Và Jay Soi chính là cái người mà tạo ra cái sự tư duy khi nhảy dưới sàn. Tại nhiều khi mình xuống sàn á là mình là bung quả, nhưng mà Jay Soi nhảy với lại mặt sàn. Ôi, tự hào. Anh nói đúng quá, cãi không được. Cãi không được, cãi không được, không được. Quá em ơi, chúc mừng kẻ nha. Jason, 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 Jason. Xin mời giám khảo Phước Ly. Đối với Ly thì Jason thật sự là một breaker chuyên nghiệp. Tại vì thật ra footwork, floor work và cả trick khi Jason làm rất là mượt. Cái điểm đó rất là thu hút Ly. Cảm ơn Jason đã thể hiện phần breaking của Jason. Wow. Wow. Hùng Huỳnh phải ra trước. Đó là cái thử thách của anh Thành đặt ra. Và Hùng Huỳnh cho ra locking, một cái thể loại thật sự rất là khó. Không chỉ là động tác mà là về cảm giác của nó. Và cái dáng của nó rất là chuẩn xác. Hùng Huỳnh ghi điểm được với Lâm là Hùng Huỳnh có tư duy về foundation của những cái thể loại này. Chỉ có một chút mất điểm là khi Hùng Huỳnh bắt đầu cho những cái quả dưới mặt sàn. Đấy là những cái lúc mà Hùng Huỳnh hơi bị cuốn vào cái năng lượng của mọi người. Và mình bị quên mất cái sự kết nối với âm nhạc. Freestyle là một cái trò chơi của sự sai sót. Mình cho ra cái sự sai sót của mình á, đó là cái đẹp của nhảy. Nó không phải là cái sự hoàn hảo. Mọi người ở đây không ai hoàn hảo hết và đó là cái đẹp của mọi người. Và Lâm thích cái điều đó. Cảm ơn Sơn Lâm. Bây giờ sẽ là phần nhảy Cypher ở round 2. Bốn đội, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên để đến với cái trận Cypher này. Và chúng tôi sẽ có một đoạn nhạc xuyên suốt được chơi bởi DJ Dreambo. Và lần lượt các anh trai khi được sướng tên sẽ bước ra nhảy Cypher với mọi người. Xin hỏi đội của Hiếu thứ hai cử ai trong vòng 2 ạ? Dạ, xin mời anh Jason ạ. Xin mời anh Jason ạ. Jason. Hay văn miếng quá à. Tôi biết ngay mà mấy cái người mà ra phát biểu là hay làm màu vậy lắm. Jason thì nghe hợp lý hơn. Đội của anh trai Dương Đông Biết là ai ạ? Trời ơi. Ở đội này vẫn không rút kinh nghiệm vì vấn đề màu mè. Và đội của anh trai Rider là ai ạ? Ủa thiệt hả? Lại là Hùng Huỳnh hả? Yeah sure. Lại là Hùng Huỳnh. Ok. Mấy anh em mẫu chiến quá. Ôi không. Gánh. Tôi lo cho những anh trai còn lại. Hùng em còn sức hả Hùng? Anh ơi, Hùng Huỳnh có thể đấu thêm 10 vòng nữa. Trao cúp luôn đi. Bên quân AP thì ai ạ? Wow. Anh trai Quang Trung ư? Em lo quá mọi người, em lo quá. Anh cũng lo. Trời ơi, em quay qua em nhìn thành viên các bạn. Bên này em muốn quỳ xuống luôn. Anh trai Quang Trung. Dạ em. Anh ổn không? Dạ em khá ổn. Cho tới hiện tại. Ừ, tôi hy vọng sức khỏe anh duy trì đến cuối chương trình. Dạ em cũng mong. Thì cũng có nhiều hy vọng. Xin hỏi anh trai Jason tinh thần hôm nay thế nào ạ? Sau khi vòng 1 kết thúc thì em cũng thấy bên kia toàn thứ dữ, nhất là Hùng Huỳnh. Nhưng mà em sẽ không ngán vòng này đâu, em sẽ chơi hết mình với Hùng Huỳnh. Wow. Yes sir. Dương đâu biết với một đối thủ mạnh như vậy anh thấy sao? Vâng, em cũng thấy hơi run nhẹ một tí đấy anh ạ. Nhưng mà Cypher thì em phải làm hết mình thôi, chơi hết mình thôi. Hùng Huỳnh, bạn nghĩ là sau vòng 1 bạn còn đủ sức chơi không? Mặc dù là cũng hơi cạn sức nhẹ đó, nhưng mà cũng sẽ cố gắng hết sức thôi. Tại vì chỉ muốn cho mọi người hiểu thế nào là tận hưởng khi nhảy. Enjoy cái moment này.
Và tôi chỉ muốn nói chúc anh trai Quang Trung may mắn. Dạ. Với những đối thủ như thế này thì em còn gì đâu mà mất. Còn gì đâu mà mất. Khẩu khí khá lắm. Cố lên. Vâng, tôi rất thích cái khăn được quấn xéo nhẹ qua một bên. Cố lên. Anh sẽ cần cái khăn đó đấy ạ. À, để lau nước mắt hoặc là để tung lên khi chiến thắng đúng không ạ? Dạ. Xin mời các vị giám khảo hãy chuẩn bị. Bây giờ âm nhạc vang lên, tôi kêu đến ai, người đó nhảy. Ngẫu nhiên. Oh my god. Các bạn chú ý, round 2, Cypher xin phép được bắt đầu. Hey. Xin mời Hùng Huyền. Cả sinh mạng. Đây là tinh thần anh ơi. Đây là tinh thần vỗ tay cho Quang Trung. Tinh thần nhảy múa cả nhà ơi. Trời ơi, có duyên quá.
Thưa quý vị, đúng là áp lực tạo ra kim cương. Khi bước vào đây mới thấy ai là người có tinh thần thép. Tinh thần chiến đấu là quan trọng nhất, phải mà cho tất cả các anh trai một tràng vỗ tay về tinh thần chiến đấu của họ. Xin cảm ơn sự cống hiến của cả bốn anh trai. Và chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo chuyên môn. Đầu tiên xin mời Jason. Mời các anh cho ý kiến về phần thi của Jason ạ. Xin mời Sơn Lâm. Lâm cảm thấy là Jason là một dancer thực thụ. Wow. Tại vì Jason thật sự nghe nhạc, Jason thả quả vô đúng nơi, đúng nhịp và nó hiệu quả. Nó có điểm rơi, có điểm thở, có điểm giao lưu. Và Jason có tư vận trong cách nhảy của mình nữa. Lâm thấy hip hop, Lâm thấy breaking. Và Jason chính là cái người mà tạo ra cái sự tư duy khi nhảy dưới sàn. Tại nhiều khi mình xuống sàn á là mình là bung quả, nhưng mà Jason nhảy với lại mặt sàn. Ôi, tự hào. Anh nói đúng quá, cãi không được. Cãi không được, cãi không được, không được. Quá em ơi, chúc mừng ké nha. Jason, 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 Jason. Xin mời giám khảo Phước Ly. Đối với Ly thì Jason thật sự là một breaker chuyên nghiệp. Tại vì thật ra footwork, floorwork và cả trick khi Jason làm rất là mượt. Cái điểm đó rất là thu hút Ly. Cảm ơn Jason đã thể hiện phần breaking của Jason. Wow. Bất thấy sao? Em rất là thích cái cách của bạn thể hiện từ tốn, khiêm tốn, rất là bình tĩnh luôn. Những cái nhạc mà bạn bắt rất là ăn luôn. Chúc mừng bạn. Merci to lo. Ở trong một trận đấu freestyle battle thì mình sẽ có rất là nhiều phong cách nhảy khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chấm bây giờ, đúng không? Thì đấy chính là âm nhạc. Tại vì là các bộ môn thì nó sẽ có những cái quả nó khác nhau. Mình không để so sánh là quả nào hơn quả nào được, mà mình sẽ chỉ so sánh là ai cho quả đấy vào âm nhạc hợp lý. Và Jason là anh trai đã cho em nhìn thấy được âm nhạc đấy. Wow. Xin mời Đăng Quân. Với lần nhận xét này thì cho em xin phép anh Thành là cho em nhận xét cả bốn anh trai luôn. Tại vì đối với em thì đây là một cái trận cypher, trận battle mà ai cũng làm cho em cảm thấy rất là cuốn hút. Tất cả những cái phần thể hiện của bốn anh trai nó tạo nên một cái phần trình diễn quá tuyệt vời và quá cháy ở tại đây. Xin cảm ơn Đăng Quân. Bây giờ chắc là cũng xin mời những giám khảo còn lại chia sẻ suy nghĩ của mình về cả ba anh trai còn lại. Chúng ta sẽ bắt đầu với Sơn Lâm, xin mời. Với màn trình diễn của Dương Domic, mình có thể thấy là bạn bất chấp mọi thứ. Bạn chơi rất là nhiều những cái quả mà chưa hẳn là mình đã tập nhuần nhuyễn. Nhưng mà mình có 60 giây thì mình chơi luôn. Và đó là một cái tinh thần cần thiết. Nhưng mà sau đó mình về mình tập thêm. Mình cố gắng để mình trình bày một cái sạch sẽ hơn. Tiếp theo là Hùng Huỳnh. Hùng Huỳnh phải ra trước. Đó là cái thử thách của anh Thành đặt ra. Và Hùng Huỳnh cho ra locking, một cái thể loại thật sự rất là khó. Không chỉ là động tác mà là về cảm giác của nó. Và cái dáng của nó rất là chuẩn xác. Hùng Huỳnh ghi điểm được với Lâm là Hùng Huỳnh có tư duy về foundation của những cái thể loại này. Chỉ có một chút mất điểm là khi Hùng Huỳnh bắt đầu cho những cái quả dưới mặt sàn. Đấy là những cái lúc mà Hùng Huỳnh hơi bị cuốn vào cái năng lượng của mọi người. Và mình bị quên mất cái sự kết nối với âm nhạc. Freestyle là một cái trò chơi của sự sai sót. Mình cho ra cái sự sai sót của mình á, đó là cái đẹp của nhảy. Nó không phải là cái sự hoàn hảo. Mọi người ở đây không ai hoàn hảo hết, và đó là cái đẹp của mọi người. Và Lâm thích cái điều đó. Cảm ơn Sơn Lâm. Sơn Lâm có nhận xét về Quang Trung không ạ? Sorry mọi người. Xin giám khảo cố gắng nhớ giùm. Mặc dù biết là có nhảy chót cũng uốn éo đồ dữ lắm. Dạ. Dạ anh nói đôi lời giùm em dạ. Ok, Quang Trung không có quên đâu. Điểm rất là cao nha. Quang Trung là cho mọi người một cái show luôn. Quang Trung vừa đấu nhưng Quang Trung vừa biểu diễn. Từ đầu đến cuối Quang Trung là người duy nhất có một cái kết như là một cái thả bom rất là nhẹ thôi. Nó một cái vuốt tóc thế này thôi, nhưng mà ghi điểm duyên. Oh my god. Oh my god. Yes sir. Hầu hết những người ở đây nhảy xong rồi bị cuốn xong rồi vô thôi. Nhưng mà Quang Trung có đầu đến cuối và mọi thứ vô nhạc, có năng lượng và có tiết tấu hết. Tôi nhận thấy là giám khảo Sơn Lâm là một người nhận xét rất là chi tiết, có tâm, có tầm và đặc biệt là có lòng nhân đạo. Rõ ràng là như thế, rất là tinh tế. Xin cảm ơn giám khảo Sơn Lâm. Rất cảm ơn ạ. Xin mời giám khảo Phước Ly ạ. Sau khi mà xem hết 4 phần cypher của các bạn thì bản thân Ly là Ly nhớ nhất cái khoảnh khắc của anh Quang Trung. Oh my god, I love you. Gần như là quên sạch hết từ trước. Dạ, chỉ có một đoạn nhỏ thôi á mà nó bùng nổ hết luôn, mà khiến Phước Ly phải đứng lên mà phải ồ luôn.
Yeah, rất là sướng. Tuy là những cái floor nó không đã nhưng mà cái cuối cùng nó là cái điểm nhấn, cái chốt. Yeah. Làm gì làm cái phim phải có cái kết hay đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn giám khảo Phước Liên. Xin mời giám khảo MC Bắc ạ. Thực chất là các bạn đã đứng ở đây freestyle rồi thì các bạn ai cũng rất là tốt, mình rất là trân trọng cái việc mà các bạn đứng đây freestyle, tại vì freestyle thực sự rất là khó mọi người. Biên đạo, choreo mọi người có thể tập theo nhưng mà freestyle nó là một cái trường phái rất là khác. Bạn phải nghe nhạc ngay tại chỗ, bạn phải ngẫu hứng ngay tại chỗ bằng tất cả mọi thứ bạn có thể làm được. Bất rất khâm phục Dương cái điểm là Dương ra đương chơi hết mình, từ đó nó thành một cái style của bạn, không giống ai hết. Giữ cái đó đi rồi về tập thêm. Hùng Huỳnh, bạn thực chất rất là tốt nhưng mà Bất thấy bạn có hơi một chút xuống sức, cho nên ở cái phần mà bạn xuống floor thực sự là nó chưa đã. Bất muốn nhiều hơn ở phần đó nha. Còn về Quang Trung, bạn như là một nhân tố bí ẩn nha. Với lại cái phần đầu của bạn á rất là thông minh, quá tỏa sáng. Bạn khép mình lại, bạn không cho người ta thấy là tôi biết nhảy. Tôi không biết là bạn tập như thế nào nhưng mà bạn làm á nó giống như là bạn đã tập rất là lâu rồi. Nó rất là từ tốn nhưng mà nó vào nhạc mà. Bạn chơi với cái không gian của bạn. Bất cũng giống như làm, bất là thích cái cú kết của bạn. Và cú đó thật chất là nổ luôn. Chỉ cần một động tác này thôi và nó ăn vào nhạc á, cái effect nó rất là phù hợp với cái điều đó. Nó cứ ăn vào nhạc là nó sẽ ăn vào não thôi. Đúng rồi, dạ. Chúc mừng các bạn. Tuyệt vời. Merci to Lou ạ. Em xin được nhận xét về anh trai Dương Domic ạ. Phần freestyle này thì anh đã cống hiến hết tất cả những gì mình có. Tuy nhiên là nó chưa được vô beat lắm. Với quan điểm của em khi mà chấm freestyle thì em lại quan trọng nhất là âm nhạc. Cho nên là mình cần phải thả những cái skill đấy nó vào chuẩn beat hơn nữa. Tiếp đến là anh trai Hùng Huỳnh. Em nghĩ là anh hơi bị áp lực về việc vòng trước mình đang là người có điểm số cao nhất, cho nên là nó hơi bị căng thẳng. Khi mà mình suy nghĩ về căng thẳng ấy thì mình bị mất cái phản xạ nhanh về âm nhạc. Mặc dù là những cái kỹ thuật nền tảng ấy thì em thấy anh là người chắc nhất. Nếu mà lần sau mà mình có thể bình tĩnh thì nó sẽ đưa được vào âm nhạc một cách hay hơn. Cuối cùng về anh Quang Trung thì em cũng không cần nói nhiều. Mặc dù là em chấm ấy thì sẽ theo lý trí, có nghĩa là lý trí của em thì đã chấm anh Jason là điểm cao nhất rồi. Nhưng mà trái tim của em thì là dành cho anh Quang Trung. Rất nhiều lời khen ngợi liên tục được gửi đến cho Quang Trung. Anh nghĩ là với những sự tập luyện nghiêm túc của em thì hôm nay em cũng đã đáng tự hào về bản thân của mình rồi đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa cảm ơn sự nhận xét rất chi tiết của các vị giám khảo và những điều đó sẽ đóng góp giúp cho các thí sinh của chúng tôi hoàn thiện rất là nhiều. Cảm ơn sự cống hiến của Quang Trung, Hùng Huỳnh, Dương Domic và Jason. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9